Các đồng chí cứ để đi, lại đi, chạy đi đâu ở trong vùng này. Kẹp vô rồi. Tắt xe. Yêu cầu tắt xe vô đi. Nếu không chúng tôi dùng biện pháp mạnh đổ xuống. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hải Gà. Hôm nay thì anh em làm giang hồ lâu quá rồi, cũng có nhiều phi vụ. Nghe tin là Dương Louis nó ở trong quân đội anh em ạ, cũng nhờ tí quan hệ nên anh em tôi định nghĩ là tôi với Trần Conan nó sẽ anh em xin vào quân đội. Trần Conan nó làm phi công hợp lý này, tôi làm kiểu bộ binh hay là kiểu binh sĩ các kiểu là Osuke, đúng không Trần Conan? Đúng, mày rồi. mày có muốn tham gia quân đội không hay là mày vẫn muốn làm giang hồ tự do ấy? Em muốn tham gia quân đội anh ơi. Ok, em bây giờ anh em lên đi lên chạy quân đội xin quân đội anh em ơi. Quân đội thì được cái là anh em vào quân đội thì được cái là súng giáp đầy đủ, được cái súng giáp đầy đủ không phải nghĩ ngợi nữa. Nó có nhiều trang thiết bị hơn anh em sử dụng hơn, với lại nói chung là cái gì cái nó có tài trợ của nhà nước nó vẫn hơn, đúng không? Đúng anh Hải. Lần này sắp tới trong quân đội có máy bay ấy. Sắp tới mày rồi em sẽ làm vị trí đó. Mẹ mày phải làm phi công hợp lý, mày 10 điểm. À nhưng mà hình như nó không có máy bay trực thăng. Biết nó có trực thăng chắc là phải có, tao nghĩ là phải có trực thăng chứ đúng không? Đúng rồi anh. Nó có trực thăng chứ. Nó có cả trực thăng, cả phản lực, cả các kiểu nhiều phết đấy, nhiều loại phết đấy. Quả này anh em lại lên đời rồi. Tầm này Zagura gặp anh em thì mẹ toàn cứ đứng từ xa phóng tên lửa hiểu không? Mày múa nữa đi. Đúng rồi, đúng. Mày múa nữa đi. Tới rồi thôi. Ôi có linh này. Để xuống lại xuống chào cái sếp phát này. Chào đồng chí nhá. À đây hai đồng chí nghe mình nói nhá. Tôi muốn vào xin vào tham gia quân đội ấy. Thấy biết anh em ở bên này đang bên doanh trại quân đội, bên quân đội thành phố đang tuyển dụng ấy, nên là hai anh em cũng có chút kỹ năng kinh nghiệm về súng đạn, tấn công, phòng thủ, giao tranh các kiểu nên là muốn xin vào. Tôi cũng có cái chỗ hơi anh em xa, họ hàng hơi gần với đồng chí Dương. Biết là hai đồng chí có biết đồng chí Dương không nhỉ? Biết đồng chí. À sếp của tôi đó. Thế sếp luôn ạ? À? Ủa thế tốt quá rồi. Hôm nay các đồng chí giúp đỡ tôi, có thể dẫn tôi vào gặp đồng chí Dương hoặc là được không nhỉ? Trước tiên dẫn vô đã đưa chứng minh nhân dân thì ok. Rồi, tôi vừa đưa căn cước công dân cho đồng chí kiểm tra đấy. Ok. À, cái anh này là sao? Ở đây anh em cũng thằng này thằng cháu tôi, thằng em tôi cũng anh em với nhà đồng chí Dương. Anh em tôi được cái uy tín, với lại cũng được đồng chí Dương mà nói là quân đội cũng cần bổ sung lực lượng rồi các kiểu nên là anh em cũng muốn đóng góp một phần cho cống hiến cho thành phố. À cái vậy đó. Thì cái anh đi tôi giờ cũng cho gặp sếp tôi. Ok. Anh thử liên hệ xem là sếp có đồng ý không thì anh hỗ trợ dẫn bọn tôi vào. Ok. Cảm ơn đồng chí nhé. Càng đi. Càng. Rồi. Cái cổng thế là mới vừa phải áp lực. Cái này vô xin phép sếp thử rồi. Mà mày cởi trần giống như kiểu muốn đến chém người ta ấy. Dương con này em phải cởi trần vậy để cho thấy sóng muối. Các đồng chí này mẹ kiểm tra lâu ấy, đã nói là người nhà của đồng chí Dương rồi, check lâu ấy. Hai anh vô nha. Okay, vừa nói xong nghe sếp nói là chấp nhận rồi. Ok. Dạ vâng, cảm ơn. Thế anh không biết là anh có thể dẫn hai anh em vào được không nhỉ? Ok. Ok. Trần Conan này dắt xe vào đây đi em.
Ôi trời ơi. Trời ơi. Ê, đúng là các anh có kinh nghiệm quá khác. Các anh leo qua không sao mà em vừa leo qua cái ngã luôn ạ. Đèn đèn đủ đường. Kể hai anh có quả xe đây đi dẫn vào hợp lý nhỉ. Cái doanh trại nó rộng cả đến hecta này, anh bắt chạy bộ ôi. Ủa anh lên em chở nè. Xe bên đó cái anh, xe bên đó. Mời anh đổi xe nè. Ờ cất xe bên đây đi em ơi, để đi bộ. Em đi bộ vào chỗ tổ chức nhà nước phải chỉnh bình. Rồi hai anh đi, hai tôi cái chuyển vô phía xếp rồi. Dạ vâng. Mấy anh quân đội chạy nhanh ấy. Mẹ, lúc đi rất chậm mà lúc chạy rất nhanh luôn. Em chắc được cũng về dữ lắm mà. Đúng. Các anh chạy mẹ. Nói không phải mày tín chứ các anh chạy như chó đất xích. Đúng nhỉ? Em dữ mà. Ồ, các anh chạy thoát lần thoát hiện vãi. Mẹ ẩn thân chi thuật. Rồi chạy hướng kia các anh đổi hướng mẹ sang đây luôn. Rồi lại đổi luôn. Anh. Trời ơi anh đã biết đường rồi. Cái này là anh này biết đường. Anh này chạy Tân Bình rồi, hiểu không? Chắc là mới đúng rồi, thường mấy ông gác cổng là mấy ông Tân Bình mới vào ấy. Chắc cũng đánh biết phòng chỉ huy đâu. Đúng rồi, ngây ngơ. Mình nói ra ngoài ngơ chắc bắn hơn không anh? Ừ, thôi em. Cái gì nội bộ thì mình đi lên nội chạy nước ra. À, bây giờ mình có nên hát bài hát đây không nhỉ? Đấy, sao mà hết nhạc luôn. Đây rồi. À, đây rồi. Cái anh, vô anh cái anh. À, dạ vâng, cảm ơn đồng chí nhá. Đây rồi, ui ôi, mẹ đúng rồi, doanh trại quân đội khác, mẹ khu này nó rộng kinh khủng luôn đấy. Sao tự mình bóng được? Đâu rồi Trần, con An. À, em tới cái cửa bí mật rồi chứ. Mày đi xin việc chứ mày có phải đi biệt kích đâu mà mày đòi đi cửa bí mật mày. Ây ôi. Căng hết. Ui mẹ đúng trên giường mẹ, hai quả bàn bia. Bàn bia này mà bế con em lên đàn thì hợp lý này. Đúng. À vâng, cảm ơn đồng chí nhé, để bọn tôi vào đây ngồi. Nhìn khá là ngầu lòi luôn. Ngồi xuống lại. À, hello các anh nhá. Chào anh nhá. Bọn tôi muốn đóng góp cống hiến cho thành phố ấy. Cũng muốn tham gia vào cái lực lượng quân đội thành phố này để tiêu diệt những kẻ ác, diệt trừ những cái thành phần phá hoại thành phố vì cuộc sống của người dân ấy. Không biết là các sếp có tạo điều kiện để cho hai anh em vào được nhỉ? Ông này quen dữ ta. Quen dữ. Chậm hiểu chứ cái màu da này thì các bạn biết là tháo mặt nạ được ha. Để mấy nào quân đội em tháo mặt nạ luôn nha. Dạ. Đây rồi. Ủa. À, hay gà các bạn. Rồi mời anh ngồi nhé. Ok. À, ngồi gì nhanh nhé anh em, ngồi nhanh nhé. Chiếc năm anh Hải ơi. Anh này có vấn đề về về ngồi hay sao? Đau chân. Chân đang đau ấy. Tôi thấy anh cũng lớn tuổi rồi đấy. Đây. Sao có sức lực nào anh xin vào quân đội ấy? Sao? Tôi thấy cũng mình cũng tuổi rồi đó anh. Sao mình không nghỉ ngơi đi mà sao lại công việc nó khác biệt như thế này? À cái này thì nó lại là một câu chuyện dài. Nhưng mà nói tóm tắt lại thì nó tôi cũng muốn đóng góp cống hiến cho thành phố nên là mặc dù tuổi đã cao rồi nhưng mà với kinh nghiệm thì tôi muốn đóng góp, có thể là chậm hơn, chạy không bằng anh em, bắn không bằng anh em ấy, nhưng mà có kinh nghiệm ấy nên là cũng muốn đóng góp cho thành phố. Còn cái việc tóc bạc thì
À, cái này do xấu máu rồi chứ không phải do già đâu đồng chí. Rồi, thì bây giờ anh em cho tôi hỏi Nó vâng, cái cứ mục hỏi đích đi. mà anh em vào quân đội để làm gì? Mục đích thì hai anh em thì Hai đều anh nghe rõ không ạ? rồi nghe cả. Ok. Ok. Mục đích của anh em vào quân đội ấy thì thực ra là hai anh em thì đều có mục đích giống nhau. Đấy, anh em cũng đồng hành với nhau lâu rồi. Mục đích chính của anh em vào quân đội là để bảo vệ thành phố, cũng muốn tham gia vào lực lượng bảo vệ thành phố, gìn giữ hòa bình. Đấy. Tôi thấy hai anh hình như là tôi có điều tra lý lịch hai anh cũng không có trong sạch lắm. Thì trước đây mình đã hoạt động ở băng đảng nào? Trước đây thì tôi có tham gia ở đồn cảnh sát ở ngoài biên giới, cũng có nghĩa là hồi 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 còn trẻ thì cũng đã tham gia vào đồn cảnh sát ở ngoài biên giới, cũng đóng góp cống hiến cho thành phố rất nhiều. Không Đấy. bị đuổi thì sao anh? Không phải bị đuổi mà sau khi mà bọn tôi hoàn thành cái nhiệm vụ được giao của đảng và nhà nước, đấy, của thành phố thì cái trung đoàn cảnh sát biên giới của bọn tôi giải thể. Đấy, có nghĩa là giải thể về đấy, thì sau khi mà giải thể thì bọn tôi sẽ không 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 còn nhiệm vụ nữa, hoàn thành nhiệm vụ rồi, hoàn thành nhiệm vụ hơn huy chương là treo đầy nhà rồi, thế nên là nhà nước cho về nghỉ đấy. Thế nên là trong cái thời gian nghỉ thì tôi cũng có tham gia một số cái gọi là tham gia một số cái tổ chức phi chính phủ đấy. Tổ chức phi chính phủ anh có thể nêu rõ được cái tổ chức nào không ạ? Tổ chức Lương Sơn Bịp à, Lương Sơn Bạc à, đồng chí ấy. Lương Sơn Bạc mày nó không phải là một tổ chức phi chính phủ nha. À thế Nó à? thẳng nó là một băng đảng. À, lúc Đúng bọn lúc được quảng cáo thì bọn tôi nghe là phi chính phủ nên bọn tôi tham gia. Nó cũng có một không? số cái phi vụ này kia ấy. Đấy. Nhưng mà nói chung là nó cái gì nó không chính thống thì tôi cũng không thích lắm. Đấy, tôi muốn tham gia một cái tổ chức chính thống của chính phủ được pháp luật bảo vệ các kiểu. Đấy, mình cũng muốn đóng góp cho thành phố nhưng mà đóng góp theo cái kiểu công khai. Đấy, nên là Đúng tôi muốn đúng. tham gia vào quân đội. Đấy, thay vì là một cái tổ chức ngoài nhà nước kiểu thế. Rồi thì bây giờ hai anh đi ứng tuyển thì hai anh có mang theo cái gì không nhỉ? Mang theo cái gì không? Bọn tôi mang quần áo với bánh nước thôi. Vậy thôi à? Ui, Vậy anh thôi đi chứ. đi phỏng vấn mà mang theo hơi ít chứ. À, bọn tôi cũng Hơi hơi mang ít số rồi. cái tư trang cá nhân, một số tiền mặt nhỏ nhỏ. Thì có cái gì cho tôi xem được không? Xem cái để mình vô quân đội như thế nào, để mình coi cái thiện chí của anh em mà. Trần Quân An, giải quyết đi em. Conan à? Đồng chí này cũng quen lắm Anh em quen mà. Anh em ngày rồi. xưa cũng vào sinh ra tử, cái thời điểm làm cảnh sát biên giới cũng vào sinh ra tử ấy. Mời. Thì bây giờ tôi cần có một cái gì đó để mà có cái động lực để phỏng vấn tiếp với các anh đây nè. Có cái gì không nhỉ? Trần Conan đây. Conan này, mẹ sao đến đoạn này mày lại có Ui. vẻ im lặng ấy nhở? Nãy giờ tôi thấy Sao mày nói năng lưu loát mà đến đoạn này mày im lặng vậy? ấy. Em nè. Sao em ơi? Mày có thể gọi là dịch chuyển một một ít giấy tờ cho đồng chí chỉ huy cái được không? Đúng rồi. Có Được giấy được được. tờ hoặc là có cái gì đó Loại nó cộm lên tí nhá. cái loại in bằng giấy ấy, cái Được. loại in bằng giấy, cái loại in lên giấy ấy. Đúng rồi. Được anh, Chứ được. mình đi phỏng vấn mà mình không có cái gì hết thế này thì cũng khó làm việc lắm á các anh Mày 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 dịch chuyển sang ạ. cho giám đốc ấy, à con ra cho chỉ huy cái. Mà đứng lên, Ok, nói phải các làm anh làm mất thời ngay. gian của tôi quá, chắc bây giờ tôi cũng có việc tôi đi. Thì Chỉ huy các yên anh tâm. có cái gì làm nhanh gọn cái để mình còn làm việc nữa. Quân đội bây giờ bao nhiêu việc? Coi sao cho được được tí ha. Ây da, hai người hả? Thôi cũng được. Thì thôi bây giờ tôi cũng cảm thấy qua cái cuộc trò chuyện này thì tôi cũng thấy hai anh có một cái tinh thần yêu nước rất cao và cũng đã từng có cái hoạt động ở trong chính phủ. Thì bây giờ tôi sẽ tuyển thẳng hai anh vào luôn ha. À, Và cảm ơn chị Huy nhé. bây giờ hai anh đi theo tôi. Mạnh Ok khỏe. chết.
cả. Nó cứ phải như vậy các bạn à. Đi thôi các đồng chí. Ok sếp. Giờ mình có quyền mà. Một cái nói một lời thôi là hiểu rồi các bạn à. Không cần nói nhiều. Mình sẽ chở các đồng chí mới này đi. Mất tiền nữa. Thôi các đồng chí lấy xe ra đi. Ui. Rồi tôi mời hai anh lên xe này nhé. Ok. Đây, mình đi thay quần áo rồi mình làm vài cái thủ tục ha trước khi mình đi công tác. Ok. Thì bây giờ hiện tại thì hôm nay có một cái chuyến công tác, anh em mình có một cái chốt chặn ngay chỗ cái hầm biên giới đó. Các anh có chuẩn sẵn sàng để chiến đấu luôn không? Sẵn sàng bọn em là một đội quân những thành phần thiện chiến. Đúng rồi, tôi thấy các anh đưa giấy tờ là tôi thấy là anh biết có sẵn sàng rồi đó. Rồi, tôi mời các Đây anh rồi, đứng đây nguyên vị trí rồi. nha. Ok Đứng nguyên vị trí nha. sếp, ok sếp. Mời Đây vô rồi các anh bạn. em ơi. Ôi, sếp có bộ áo ngầu ấy. Anh yên tâm, vào đây thì quần áo thì không có thiếu đâu nha. Thì cứ vào đây. Rồi, một người rằng Conan. Rồi, thậm chí hãy gài vô luôn đi. Rồi, bấm y chỗ này Ok là bắt đầu ca làm việc nè các đồng chí. Qua bên này thay đồ ha. Các đồng chí có thể lựa sếp. chọn những cái trang phục mà mình yêu thích. Đó, riêng tôi thì sếp thì tôi mặc bộ này. Các đồng chí cứ coi mà mặc đồ cho nó chỉnh chu. Đó, tác phong cho nó gọn gàng. Chất lượng. Ui bộ này đẹp này. Lính đặc Kỷ chủng niệm luôn ạ. Ui mẹ lắm bộ ngầu ấy. thế nhờ. Rồi Đúng mình à. tranh thủ thời gian mình ra mình lấy súng luôn các đồng chí à, trang bị vào vũ khí rồi nè. Rồi rồi lên xe các đồng chí ơi, mình chuẩn bị có một cái nhiệm vụ ngày hôm nay, đó là đi chốt ở đó một cái đường hầm để mà coi tình hình tội phạm ở trên này như thế nào các bạn. 10 điểm luôn anh em. Áo giáp, giáp súng giáp đầy Tôi sẽ chở đủ. anh đến chỗ trang bị vũ khí. Các anh được trang bị mới vào thì được trang bị ba loại vũ khí là 1, 2, 3. Các anh cứ lấy hết ba loại đó xong mà nạp đạn vào là được. Ok. À, tôi cũng trang bị một cái vũ khí cho riêng mình. Mình sẽ lấy vũ khí nó ngầu ngầu tí. À, nhớ nạp đạn vào nha các đồng chí. Mình lấy này có một đạn không? Hả? Mình lấy này có một đạn không? Mình nạp đạn được mà đồng chí. À, đồng chí sử dụng cái vũ khí đó xong rồi mình nạp đạn vào được rồi. Ok sếp ơi. À, bây giờ mình ra mình đổi cái xe bọc thép cái này mà đi rồi. Hôm nay mình sẽ test cái tay nghề của hai đồng chí mới vào luôn ha. Các đồng chí ráng thể hiện cho tốt một xíu để mà tôi cân nhắc nha. Ok sếp yên tâm. Rồi. Tôi Sếp cũng vẫn cứ yên tâm, tin tưởng vào em 100%. ai da nhức cái đầu quá đồng chí, là nó nhỏ thôi. Tôi cũng có tuổi rồi đó đồng chí à. Đồng chí nói chuyện nhỏ xíu nhức cái đầu quá. Đây, mình sẽ có một con Isurgen 2. Ui mẹ chất lượng xem ơi. Đấy, quân đội nó phải như vậy, nó phải cứ bọc thép thôi các bạn. Thôi một con Trần Conan này mày lên xin lái xe này đi. à, mình sẽ đi con cũng mật vụ các bạn. 10 điểm luôn. Tình hình giờ này mưa kỹ càng thôi, mình đã đủ người rồi đúng không? Ok chưa ơi. Rồi đi thôi các đồng chí ơi,
mình tiến hành ra ngoài này để mình chốt chặn ở biên giới này để mình tuần tra kiểm soát cái biên giới, coi thử cái tình hình tội phạm ngoài này như thế nào. Vì bây giờ cái đồn cảnh sát LSD thì bây giờ nó cũng tạm thời là nó cũng chưa hoạt động mạnh lắm các bạn. Thì anh em mình làm hỗ trợ thay cái nhiệm vụ này thôi. Cái này cũng cấp trên đưa xuống thôi. Mình cứ vậy mà mình chất lượng thực sự anh em ạ. Sai, ui sai. Anh em thấy không? Là quả xe bọc thép nha, súng giáp đầy đủ, lục liếc các thứ chỉnh nguyễn. Ô mẹ, xe có còi luôn kìa. Thật. Sếp ơi, đứng bảo vệ ở đây à sếp ơi? Mình bị gì ở đây nha, và mình kiểm tra cái phương tiện qua lại. Ok ok sếp. Coi cái tình hình tội phạm như thế nào. Thì tôi nghĩ là đồng chí Hải đi cùng một đồng chí khác qua một cái vị trí thuận lợi hơn đi. Ở kia chẳng hạn. Để okay, mà báo tình hình về cho anh em. À, con An này đi mình để chia ra. Rồi bây giờ hai anh là người mới cho nên là sẽ có một đồng chí đi qua cái đầu kia chốt chặn rồi rồi cái gì báo và tôi xử lý nha các anh. Okay. Không nên tùy tiện xử lý. Đồng chí lên lái xe rồi đồng chí. Trần ơi, Trần, con An này đi nào em ơi. Con An đi nào. Con xe này hầm hố chất lượng thực sự ạ. À, trời mưa nữa ạ. À. Mới hôm đầu tiên là phải giao nhiệm vụ mẹ khói ong ạ. Nguy hiểm rồi anh em ơi. Đây đây, anh em mình canh phòng rồi mẹ. Cổng giới luôn đi nhỉ. Này. Nghe anh ơi. Mày sợ quá sao mày không thấy lên tiếng luôn đấy. Mới đặt vào hả mày ngỡ anh. Mẹ, bộ đồ mày chọn giống như bộ đồ đi bơi ấy. Em chọn bộ đồ này có em nhìn ban đêm. Ừ. Đồng chí hay đồng chí mới vào à? Đồng chí 81 đấy. Đồng chí vào lâu chưa? Không biết chỉ huy có nói là trực ở đâu cũng nhỉ hay trực ở đây nhỉ. Không có một chiếc xe chạy về đầu cầu kìa này. Chặn lại, chặn lại được rồi. Báo với chỉ huy cái đồng chí này, đồng chí 81 đây. Báo chỉ huy cái đồng chí 81 này. Đây. Dạ. Phải xe này không ấy? Đúng rồi đồng chí ơi. À, xuống xe nào.
xuống xe làm việc đi hai hai đồng chí. Tôi ngồi trên xe đề phòng nó chạy thoát kìa mẹ. Vừa xuống nơi để cắn cần sa là sao? Alo, chào anh nhé. Anh 89 ấy, có nghe mình nói không nhỉ? Có nghe tôi nói không nhỉ? Bọn tôi ở bên lực lượng quân đội ấy, đang có cái chuyên đề tuần tra kiểm soát ở khu vực này ấy. Thì gần đây nó có hơi nhiều cái tình huống là người dân bị cướp với lại bị giang hồ các kiểu nó bắn phá ấy. Nên là buổi tối mà anh di chuyển qua khu vực này cũng nên cẩn thận. Biết là anh đi đâu mà phải đi đêm khuya này mà lại say lất ngất thế này nhỉ? Cái làm gì? Sếp ơi, đây có một người dân trong đêm khuya mẹ lất ngất, say lất ngất rồi, thấy đang đi lảo đảo hết này. Thấy đang trả lời. Các đồng chí nâng cao cảnh giác, lục soát xe của nó thử có cái gì không? Okay, một đồng chí đang lục soát xe đi. Để tôi lục soát người. Yêu cầu anh đứng im vị trí để tôi lục soát người. Báo cáo sếp, cho có 5 cho 5 lá cần sa và 6 bịch đấy máy điều chế. Lá cần sa. Yêu cầu anh giơ tay lên. Chúng tôi là lực lượng quân đội đang tuần tra kiểm soát khu vực này và tôi phát hiện anh có hàng cấm trong xe. Cầm tay đúng không ạ? Lục soát người coi có gì không? Ui. Người có cần sa các bạn à. Có xí ngầu, có hamburger, thuốc trừ sâu. Cần có cần sa các bạn. Rồi. Bây giờ tôi thông báo cho anh nhé, anh có một lượng cần sa ở trong người và ở trong xe cũng có đúng không đồng chí? Đúng rồi sếp. Rồi bây giờ yêu cầu đưa anh này về xử lý. Đưa về anh có muốn nói gì nha. Anh có muốn nói gì trước khi chúng tôi đưa anh đi tù quân đội không? Thì coi này nó có tiền bạc gì các bạn, mày muốn vậy gì? Anh muốn cái gì? Anh có lời nào muốn nói không? Bây giờ tình hình nó phức tạp quá các bạn, anh em mình phải làm gắt gao chỗ này để mà gọi là bôi trơn cái gì à? Nó muốn bôi trơn cái gì à, anh em? Rồi thôi, đồng chí Hải làm việc với đồng chí này nhé. Coi để đồng đối tượng này muốn bôi trơn cái gì? Ok sếp, em vào làm việc. Đồng chí Hải hiểu ý tôi chứ à? Ok sếp, sếp yên tâm. Có gì báo cáo lại tôi nhé. Vâng. Gì báo lại tôi nhé. Ok sếp. Ok. Anh 89 đấy, anh di chuyển ra đây. Di chuyển ra. Mình có thể tháo cổng ra mình làm việc chứ Hải. Chế này có hợp tác cũng không bằng phải để cổng. Sếp tháo cổng của em cái. Sếp ơi, sếp tháo cổng của em cái. Ủa. Chứ là tạm dụ danh hả? Rồi, anh làm việc với đồng chí đồng bạc này nhé. Lẹ làng giúp tôi không có thời gian. Anh nhiều. Đây, anh di chuyển ra khu vực này. Tình hình anh em tuần tra kiểm soát đây cũng chỉ muốn bắt những cái đối tượng mà nó gọi là nó chống đối hoặc nó có mang trong mình vũ khí nguy hiểm mà nó tấn công anh em thôi, chứ còn mấy cái vụ nhỏ nhỏ này thì anh em cũng muốn bỏ qua. Thế có gì thì em cứ tự giải quyết, giải quyết với đồng chí 81 này đi. Anh không tiện cầm đây, em cứ đưa cho đồng chí 81 này đi. Đây.
Rồi. Sao rồi làm gì hả? Ờ, đây em cũng đang thương lượng chứ rồi mà anh này lại thì ít nói quá. À, không hiểu tôi thấy anh muốn sao? Tôi thấy cái gì là đúng không ta? Đấy. Ây da. Lại can thuốc. Này mày gặp đúng con nghiện rồi sếp ơi. Mà anh làm đúng thủ tục như vậy? Em nói đúng thủ tục ấy nhưng mà không thấy phản hồi luôn ấy, mà cứ đứng ngồi đây mẹ ngáo thuốc luôn ấy. Thấy anh thì vừa mới đưa giấy tờ gì cho đồng chí bên mình mà. Ở đâu? Lúc nãy anh có đưa một cái số cái tờ giấy gì không? Dạ, cho đồng chí nào không? Anh 81 đây, 81 đây, nhận được chưa đồng chí 81 đây? Nhận được cái tờ giấy từ đồng chí 89 rồi nhỉ? 81 đây, nhận được chưa anh? Này đã nhận được cái gì? Báo lại cho tôi biết. Không có sao kê là dở rồi. Rồi bây giờ cảm thấy là cái giấy tờ của anh đưa nó chưa có đủ và rõ ràng lắm. Bây giờ anh đưa cho cái đồng chí ID 10 này đi. Đó, để tôi thấy hợp lý rồi, bây giờ tôi giải quyết cho nhanh. Rồi, tôi thấy rồi nha. Rồi, thôi sếp ơi, cho thế thôi nhỉ, để công dân tiếp tục di chuyển nhỉ. Đúng rồi. Thôi lần này anh em bỏ qua nhá. Này anh em không vặt đạn mấy cái lỗi này. Rồi, tiếp tục di chuyển đi bạn. Rồi, lên xe mình tiếp tục tuần tra các đồng chí kìa. Ê kìa. Đi em ơi. Không gặp ai, gặp đúng thằng nghiện ạ. À. Thấy cái đá thuốc liên tục. Đúng. Đây là cái số nghèo thế nào mà nghèo lắm này. Mày lưng dừng ở chỗ điện này, chụp kiểu ảnh anh em. Đập. Giác buồn nhỉ. Đêm tối tự kỷ ở đây ạ. Anh Hải vào audio anh xếp cho anh Hải. Đây đang. Lạng lách. Yêu cầu anh dừng xe Hải à. Ấy dạ, dí theo nó. Mày cái đó sếp của tôi sẽ đến. Đúng rồi, có một con xe đã tông vào tôi. Các anh tiến hành Nó đang chặn di chuyển hướng nào ấy sếp ơi? Nó đang di chuyển về hướng các anh đó. Đây. Về cổng biên giới. Từ từ thôi. Một con minivan. Rồi không. Nó có dấu hiệu chống đối nhà các đồng chí sẵn sàng để mà đi đuổi. Con ta đây. Nhìn xe mình yếu quá. Xe một phép xe. Ra xuống bắn hưởng lô, phi mày phi lên trên nó thì chứ. Mày phi vượt yêu cầu anh dừng xe vô lề. Xe này yếu, xe này yếu lắm. Của thành phố. Hai. Ui, hai thằng lúc nãy nó tới rồi các bạn. Cái thằng lúc nãy ạ. Thằng này nghe bạn nghi nó ngáo đá rồi. Lúc nãy được 1 triệu hả đồng chí Hải? Ờ đúng đây. Tối nay anh em mình có thịt bò ăn rồi các bạn. Ngoài dạ. Phi hẳn lên đi, con ạ. Đi đuổi. Thì cái xe này nó không chạy nhanh được nữa, con ạ. Bắt đối tượng phía trước. Đúng rồi, cái xe này xe 1F nên chạy chậm. Thậm chí cứ để... Dừng lại đi, chạy đi đâu ở trong khu vực này. Kẹp vô thôi, chạy làm sao được. Yêu cầu tắp xe vô đây. Nếu không dừng lại, chúng ta phải nổ xuống. Đúng rồi, megaphone em. Lì. Mình đớt hai cửa rồi các bạn. Ây da, xe này mạnh dữ hả? Xe minivan sao mạnh dữ ta? Có khi nào là không phải xe, có xe mạnh rồi xe mình yếu chứ? Không, xe quân đội mà sao yếu được, chỉ nói gì vậy? Ấy, xe nó hư rồi chưa? Qua tòa nó đẹp mắt.
Theo như em được nhận thông tin thì dạo này có những chiếc mini van được độ chế. Đâu? Yêu cầu như hai ta lên, chị á. Chị đi đâu mà sao thì tông vào lực lượng quân đội mà chúng tôi ra tín hiệu thì chị không chịu chấp hành là sao? Yêu cầu chị bỏ vũ khí xuống. Yêu cầu gì bỏ vũ khí xuống? Đang đi chơi hả? Chơi bởi cái gì? Chúng tôi đang chốt chặn ở đây và phát hiện chị có dấu hiệu đi xe lạng lách. Bây giờ chúng tôi tiến hành kiểm tra người và xác xe của đối tượng các đồng chí. Thôi chị đứng im một tí nha. Đẹp chưa? Chị mà nhúc nhích một cái là chúng tôi có thể bắn đó. Ui, chị này có hình xăm nha các bạn. Ây da. Sẽ để em lục soát người. Mọi chị Hải, Hải nhanh mấy cái này lắm các bạn. Rồi chị Hải nhanh lắm. Soát người đi đồng chí. Để em khởi động cái em lục soát. Kìa. Đồng chí này kiểm tra xe có gì không đồng chí? Đối tượng bây giờ nguy hiểm quá, tông vào cả mình các bạn ạ. Có 57 lá cờ xa với 141.000 tiền vững. Hay da. Chúng tôi được kiểm tra và phát hiện ra 57 lá cờ xa và hơn 100.000 tiền vững nhé. Bây giờ chị giải thích cho chúng tôi biết là chị đi đâu, với lại gì những chút cần xa và chút phiền này sao phiền này. Toàn là đồ lậu không các bạn ạ. Mưa gió như thế này mà anh em đi từng đi tuần ra như kiểu thế này đây. Chị vận chuyển cho ai? Cha tội vậy. Yêu cầu chị dỡ hai tay lên. Điện can thôi. Thu toàn bộ cái cần sa và Để em đuổi trên xe kia nhá, để em đuổi trên xe kia nhá. Đuổi trên xe kia em ơi. Á, một xe kìa, mày nó đi, mày nó đánh thẳng hướng mình. Đánh ra xe luôn ạ. Mày như mày xe mình tốc độ hơi chậm so với nó hay sao? Đúng 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 đúng. Xe này yếu quá đời. Xe này được cái là mẹ nó bằng thép rồi. Đây đây, dừng đây này. Chậm. Phía trước. Yêu cầu xuất xe. Yêu cầu hai anh xuất xe. Anh em đi đâu ấy? Tường thế thôi, gặp mấy tình huống mà bình thường, nói chung ấy, nó chỉ là kiểm tra hành chính thôi ấy, cũng chưa tham gia một nhiệm vụ kia, mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm ấy. Chắc là sắp tới thì anh em sẽ được tham gia mấy nhiệm vụ nguy hiểm, có bắn nhau, kiểu trang thiết bị, rồi nói chung là quân đội thì lúc nào nó cũng rủi ro, nó cũng cao hơn cảnh sát ấy. Cảnh sát thì nó chỉ đối bạn với giang hồ thôi, quân đội thì ví dụ nó đối mặt với lính đánh thuê ấy anh em, thì nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Okay. Anh em mình tập tiếp theo. Con này chở máy bay quân đội nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem. Mọi người xem nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho Hải Gà cũng như là anh em ở trong team nha. Cảm ơn tất cả anh em. Mong rằng là sắp tới anh em sẽ đón nhận những cái tập phim, cái nội dung
về cái video tiếp theo về cái quân đội này, nó sẽ có rất nhiều thứ hay ho để cho anh em xem. Cảm ơn tất cả anh em, bye bye.